Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với những tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang tới cho các bạn một tin vui đây. Chiến hạm 016 Quang Trung của Việt Nam ta xuất sắc đánh bại chiến hạm của Hải quân Trung Quốc trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Game. Đáng tự hào phải không các bạn? Thông tin chi tiết như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cụ thể thì tại cuộc thi Cup Biển vừa qua, tổ trọng tài đã chính thức công bố kết quả cuối cùng của nội dung bắn pháo AK-176. Theo đó, tàu hộ vệ 016 Quang Trung đã vượt qua một cách ngoạn mục cả Nga và Trung Quốc để giành vị trí số 1. Được biết, Hải quân Trung Quốc hoàn tất phần thi trong 43 phút 22 giây, Hải quân Nga mất 47 phút 14 giây và đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn thành sau 43 phút 40 giây. Mặc dù hoàn thành nội dung thi nhanh nhất, nhưng đội tuyển Trung Quốc lại xếp ở vị trí cuối cùng do không bắn trúng mục đích. Trong khi đó, thì chiến hạm Nga Sovetsky, tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam đều diệt gọn mục tiêu. Bắn pháo AK-176 được đánh giá là nội dung khó nhất của cuộc thi Cúp Biển trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Game. Các tàu chiến tham dự sẽ phải tiêu diệt mục tiêu và biên thả trôi trên biển, có kích thước 19x5m, vì thế nên hướng thay đổi liên tục. Có những thời điểm địa ở hướng vuông góc với tàu nên tiết diện ngang khi bắn bị hạn chế. Mặc dù pháo AK-176 bắn ở chế độ cơ bản và đồng bộ tốt với radar, thế nhưng không may mắn khi trong phần thi ngày hôm nay, kíp pháo thủ trên tàu hộ vệ 016 Quang Trung đã vấp phải nhiều khó khăn do tình hình thời tiết. Trong điều kiện trời mù, có những thời điểm kíp pháo thủ đã không thể quan sát được mục tiêu bằng phương tiện quang học mà chỉ có thể theo dõi bằng radar. Sóng cấp 5 đến cấp 6, vận tốc gió có lúc đến 15m/giây đã làm ảnh hưởng đến vận tốc của tàu cũng như sự ổn định của đường bắn. Trong suốt quá trình thực hiện phần thi, thuyền trưởng tàu 016 Quang Trung đã phải điều động, duy trì tàu ổn định ở vận tốc từ 5 đến 12 hải lý trên 1 giờ để tạo lợi thế về thời gian, đồng thời yêu cầu các vị trí tăng cường quan sát bằng mọi phương tiện, giữ khoảng cách đến bia theo đúng quy chế. Kíp bắn đã phải sử dụng kinh nghiệm để bù sai số trong những lúc khó quan sát mục tiêu. Đến lượt bắn thứ hai, kíp tàu đã có thể quan sát được bằng cả hệ thống quang học và radar để hiệu chỉnh chuẩn đường đạn, qua đó bắn trúng mục tiêu ở những loạt tiếp theo. Trung tá Đỗ Hải Long, một thành viên của tổ trọng tài cho biết, sau khi tàu 016 Quang Trung thực hiện xong bài bắn, trọng tài chính thức bắt tay chúc mừng các trọng tài Việt Nam, đồng thời dành lời khen ngợi về khả năng xạ kích của kíp pháo thủ trên tàu hộ vệ Việt Nam. Trong nội dung bắn mô hình mìn trôi bằng súng máy 14,5mm, trước đó, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã có phần thi tốt, kết quả là xếp thứ 2 sau đội tuyển chủ nhà Liên bang Nga với khoảng cách sát nút chỉ 11 giây và xếp trên đội tuyển Trung Quốc. Trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Game do Liên bang Nga đăng cai tổ chức và chủ trì, Việt Nam cử biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung sang để thi đấu cúp biển với 3 nội dung là kỹ năng hàng hải, dùng vũ khí của chiến hạm cho các mục đích được yêu cầu, điều động cố định bằng neo và buộc lái tàu vào các khâu cố định, đấu tranh chống chìm tại địa điểm huấn luyện trên bờ, cách sử dụng hiệu quả phương tiện cứu hộ trên biển và bắn pháo các bài tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không và market mìn trôi. Đây là lần đầu tiên mà tàu chiến Việt Nam được tranh tài ở một hội thao mang tầm quốc tế, đặc biệt là mang vũ khí thi đấu với chính quốc gia sản xuất ra loại vũ khí này. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, các nội dung thi đấu chính sẽ diễn ra tại vùng biển ngoài khơi thành phố Vladivostok của Nga và biển Caspi giáp với Iran, với sự tham gia của 7 đội tuyển cùng có Nga, Trung Quốc, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Myanmar và Việt Nam. Trong đó, Vladivostok, tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam sẽ tranh tài với tàu Quảng Nguyên thuộc lớp tàu Type 06 Trung Quốc và tàu hộ vệ Sovetsky thuộc đề án 20380 của Nga. Các nước còn lại sẽ tranh tài trên biển Caspi. Các bạn thân mến, các bạn cảm thấy như thế nào sau khi nghe được những thông tin này? Comment chia sẻ cho chúng tôi biết để chúng ta cùng chung vui nhé! Và để niềm vui, sự tự hào càng được sâu sắc hơn, Tin Mới sẽ chia sẻ thêm thông tin cho các bạn về các đối thủ của chúng ta trong cuộc thi Cúp Biển vừa qua. Đầu tiên là về đội tuyển thủ chủ nhà Liên bang Nga với hộ vệ hạm Sovihani thuộc đề án 20380. Con tàu hộ vệ đa năng được đánh giá là mạnh hàng đầu của hạm đội Thái Bình Dương. Tàu được khởi đóng từ năm 2006 và chính thức hạ thủy vào năm 2015.
Đây là một trong những con tàu hộ tống đầu tiên hiện đại bậc nhất thuộc đề án 20380 Lop Stegrus Justi với lượng dẫn nước toàn tải là 2.200 tấn, chiều dài 104,5m, rộng 13m, độ mớn nước 3,7m, tốc độ tối đa là 27 hải lý trên giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 15 ngày, tầm hoạt động là 3.800 hải lý, tương đương với 7.408 km. Sức mạnh lớn nhất của tàu phải nhấn mạnh đến hệ thống phòng không Polymandirut được đặt thẳng đứng. Đây là gần như là phiên bản rút gọn của hệ thống phòng không tân tiến hàng đầu thế giới hiện nay S-400 Triumph, có khả năng tốc chiến với nhiều đối tượng gồm tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, máy bay chiến đấu trong bán kính 150 km và ở độ cao lên tới 30 km so với mặt nước biển. Tàu sử dụng tổ hợp 8 tên lửa hành trình chống hạm KH-35 với tầm bắn khoảng 130 km, thậm chí có thể lên đến 260 km với phiên bản KH-35U. Ngoài ra, tàu còn được tích hợp thêm cả hai súng máy 14,5mm MTPU, tổ hợp pháo tên lửa phòng không Kastan và hai ụ pháo phòng không AK-630M phục vụ phòng vệ và tấn công gần. Đặc biệt, Super Sandy được trang bị hệ thống pháo cực mạnh, đó là A-190 cỡ nòng 100mm. Hệ thống pháo này được đánh giá là chính xác và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với AK-176. Loại pháo này được trang bị trên tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn của Hải quân Liên bang Nga, có thể bắn những phát đạn trái phá đánh chìm các tàu chiến nhỏ. Loại pháo lớn này thời Liên Xô chỉ được trang bị trên các tàu khu trục cỡ 5.000 đến 6.000 tấn trở lên. Thế nhưng giờ đây, bằng hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại, Liên bang Nga đã đưa được cỡ pháo này tới những tàu chiến 2.000 tấn mà vẫn giữ nguyên được sức mạnh vốn có cũng như tăng cường hiệu quả chiến đấu gấp nhiều lần. Ngoài ra, lớp tàu Stelebuchi có hệ thống săn ngầm, không phải các hệ thống ngư lôi hay bom chìm kiểu truyền thống Liên Xô mà nó được trang bị một loại vũ khí hoàn toàn mới. Hệ thống chống ngư lôi chống ngầm Pak-NK với 8 ống phóng 330mm, đuôi tàu còn có một sân bay phục vụ cho trực thăng săn ngầm K-27 và máy bay không người lái nhiệm vụ trinh sát do thám tầm trung Orlan-10. Đó là sức mạnh của con tàu hộ vệ hạm Stelebuchi của Liên bang Nga. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin về tàu Quảng Nguyên thuộc lớp Tai 056 của Trung Quốc. Tai 056 là thế hệ tàu hộ vệ tên lửa tàng hình mới nhất của Trung Quốc, thiết kế có nhiều điểm tương đồng với Sigma 9113, loại tàu nổi tiếng của tập đoàn Damen Hà Lan. Thế nhưng Tai 056 có kích thước nhỏ hơn và chi phí cũng rẻ hơn đáng kể. Tàu chiến lớp Tai 056 dài 95,5m, chiều rộng 11,6m, lượng choán nước đầy tải là 1.500 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý trên 1 giờ. Tàu có tầm hoạt động là 3.500 hải lý ở vận tốc kinh tế 16 hải lý trên 1 giờ. Số lượng thủy thủ đoàn đầy đủ là 78 người. Tai 056A là đời sau của Tai 056. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai phiên bản được xác định là sonar kéo thụ động, tần số thấp HSGG-206 đặt ở vị trí đuôi tàu. Khinh hạm Tai 056A là lớp tàu hộ vệ hạng nhẹ hiện đang đóng vai trò chủ lực cho Hải quân Trung Quốc, được trang bị thiết bị săn ngầm đặc biệt, công nghệ tàng hình. Tai 056A còn được gọi là bản săn ngầm. Tuy nhiên, nó vẫn còn nguyên năng lực tác chiến đối hải, đối không nhờ 4 tên lửa hành trình chống hạm IG-83, pháo hạm HPG-26 đi kèm radar điều khiển hỏa lực Tai-347 và radar trinh sát Tai-364, cùng với tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10. Hải quân Trung Quốc khẳng định Tai 056A rất thích hợp khi sử dụng tại những vùng nước nông như xung quanh các đảo, bãi đá trên Biển Đông, nơi mà họ đang chiếm đóng phi pháp. Với hơn 50 khinh hạm loại này, Tai 056A sẽ góp phần gia tăng đáng kể khả năng tác chiến, đặc biệt là khả năng săn ngầm, thậm chí họ còn tự tin khẳng định Tai 056A còn có khả năng áp chế toàn bộ tàu ngầm của các quốc gia Đông Nam Á. Như vậy, có thể thấy, những đối thủ của chúng ta đều là những ông lớn sừng sỏ với uy lực cực mạnh đến từ những cường quốc hàng đầu thế giới về quân sự nói chung cũng như về hải quân nói riêng. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta, một tân binh của Army Games đối với môn cắp biển đã xuất sắc đạt được thành tích cao trong cuộc thi và đặc biệt là còn có những phần thi giành chiến thắng ngoạn mục trước những đối thủ nặng ký này. Thành tích này chính là lời khẳng định đanh thép với bạn bè quốc tế nói chung cũng như Trung Quốc nói riêng với sự tinh nhuệ của quân đội nhân dân Việt Nam. Việt Nam ta tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu, đủ năng lực tổ chức tác chiến trên mọi địa bàn, mọi lĩnh vực để phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp.
việc chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ta có thể làm chủ, khai thác tốt, vận hành đồng bộ và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trên những chiến hạm với trang bị vũ khí hiện đại như Gepard 3.9 là điều vô cùng đáng hoan nghênh. Army Game còn được mọi người ví von là đấu trường Olympic quân sự của quốc tế. Với những thành tích vừa rồi của Việt Nam đã cho thấy khả năng hội nhập một cách nhanh chóng và vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam ta. Trung Quốc chắc chắn sẽ dè chừng hơn sau những gì mà Việt Nam đã thể hiện được tại đấu trường này. Từ đó, người dân cũng có thể hoàn toàn yên tâm về sức mạnh của quân đội nước nhà. Kết quả trên chính là bằng chứng thép về sự tinh nhuệ, kiên trung cũng như trình độ năng lực khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại của Hải quân nhân dân ta. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là duy trì môi trường hòa bình và ổn định trên biển nhằm mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời ưu tiên bảo vệ toàn vẹn lãnh hải bằng các biện pháp hòa bình. Trên cơ sở trật tự luật pháp quốc tế, Việt Nam luôn đề cao việc đấu tranh thông qua đàm phán, không mong muốn phải sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên thì chúng ta luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu như chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa xâm phạm. Các bạn thân mến, bên cạnh những nội dung chính mà chúng tôi vừa chia sẻ bên trên, chuyến đi tới Liên bang Nga lần này của Việt Nam ta còn nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Đây cũng là cơ hội tốt để Hải quân Việt Nam có thể tăng cường thêm quan hệ với Hải quân các nước tham gia thi đấu tại đấu trường Army Game năm nay. Đồng thời, Hải quân Việt Nam muốn tiếp tục gửi gắm thông điệp về hòa bình, hữu nghị, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau tới quân đội các nước cũng như bạn bè quốc tế. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề hôm nay? Comment để lại ý kiến bên dưới video. Đồng thời đừng quên cho ban biên tập một lượt like, share và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!